Những người giàu nhất thế giới thì đang đầu tư vào đâu? Hóa ra đây mới là con gà đẻ trứng vàng của hội người giàu dốc lực vào để đầu tư. Từ Donald Trump, Jeff Bezos hay là Elon Musk thì đều không vượt qua được cám dỗ của loại hình đầu tư này. Một là bất động sản thương mại, chiếm tới 34% trong danh mục đầu tư của giới nhà giàu. Các chuyên gia thì cho rằng là bất động sản thương mại mới chính thức là bậc cao của kinh doanh bất động sản. Suốt 25 năm qua thì bất động sản thương mại luôn tăng trưởng ổn định, ít bị tác động tiêu cực bởi các chu kỳ của kinh tế. Kể cả đại dịch Covid hay là tình hình kinh tế biến động thì cũng không quá bị ảnh hưởng đến bất động sản này. Cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn, bệnh viện thì đó mới là con đường làm giàu bền vững thực thụ, tạo ra dòng tiền đều đặn. Bất động sản được xem là ngành hái ra tiền khi mà xếp hạng 500 các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam thì có đến 22,2% là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Hiện nay ở Việt Nam thì bất động sản thương mại chưa được quan tâm quá nhiều. Song theo các chuyên gia thì khi GDP của người lao động Việt Nam tăng cao, nhu cầu nhà ở giảm thì đó cũng là thời kỳ hoàng kim của bất động sản thương mại. Ngoài bất động sản thương mại thì có một loại bất động sản mà được khá nhiều các tỷ phú quan tâm, đó chính là bất động sản nông nghiệp. Đây được xem là loại hình quý hiếm, không phải ai cũng có thể sở hữu khi mà diện tích đất nông nghiệp tại Mỹ đang ngày càng bị thu hẹp hoặc bỏ hoang sản xuất. Nếu mà Bill Gates sở hữu tới 80% đất nông nghiệp ở Mỹ thì tỷ phú John Madden cũng sở hữu tới 890.000 hectare đất. Ngoài bất động sản thì danh mục đầu tư của các vị tỷ phú còn có 26% dành cho vốn sở hữu doanh nghiệp, 17% dành cho trái phiếu và có 9% dành cho đầu tư mạo hiểm. Thứ ba là đầu tư vào đam mê siêu xe, đồng hồ, nghệ thuật hay là đồ cổ thì cũng chỉ chiếm khoảng 5%. Thứ tư đó chính là đầu tư vào vàng thì xấp xỉ 3%. Đây được xem là kênh đầu tư an toàn thứ hai sau bất động sản. Bạn nghĩ sao về cách phân bổ đầu tư của người giàu? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới và cũng đừng quên follow cho Thực Lên.